Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình quay mình chia sẻ cùng các bạn một ít về vấn đề nha các bạn. Giống như mình nuôi cá rô á, thì mình kết hợp thêm với nuôi thêm ốc, ốc nhồi nè các bạn, ốc bu đen á, thì nó tiện lợi hơn nha. Tại vì mình cho nó ăn đu đủ á, mình cho cá ăn đu đủ rất là nhiều, còn cái vỏ đu đủ á, mình bỏ thì nó phí, thì mình tận dụng cái vỏ đu đủ để mình nuôi thêm ốc nha các bạn. Mà các bạn nên nhớ kỹ nha, tại cái này mình mua ít thôi, mình mua 3 kg về mình thả thử coi đi sao, coi thử coi nó có thích hợp, mình coi thử coi mình có thuyết phục được nó không nha các bạn. Chứ nhưng mà giống như các bạn ở cái khu vực nào mà có người ta nuôi rồi đó, thì các bạn hãy mua giống hay hoặc là mua ốc to gì nè về cho nó đẻ được nha các bạn. Còn mà người ta nuôi xa quá, cái vùng xa quá, thì các bạn mua giống hay hoặc là mua ốc bố mẹ về là mình bảo đảm với các bạn là không thành công đâu nha các bạn. Khó thành công lắm, nuôi kỹ cỡ nào cũng khó thành công lắm. Thì mình cũng thích ăn ốc, mình cũng thích cái món con ốc này dữ lắm, nên mình cũng muốn kết hợp nuôi với cá rô để mình tận dụng cái vỏ đu đủ cho ốc ăn á. Thì giống như giờ các bạn mà cái vùng chỗ nào mà không có ốc á, cái chỗ mình không có ốc mà các bạn mua ở xa, thì mình khuyên các bạn là nên mua trứng ốc nha các bạn. Mua cái trứng của nó về mình ốc, mình ốc mình tưới nước, xịt nước từ từ, thì con ốc từ lúc nó nở ra nó đã quen cái nguồn nước ở nhà mình, thì nó sẽ sau này nở ra cái tỷ lệ đạt của nó cũng cao, với nó thích nghi với cái môi trường nước của mình nhiều hơn nha các bạn. Chứ các bạn mua ở xa về mà mua ốc giống hoặc là mua ốc bố mẹ về là mình nói thiệt khó thành công lắm nha các bạn. Cái này tại vì mình mua có 3 kg, mình về mình thử nghiệm thôi. Cái chỗ này mình mua cũng cách mình mấy chục cây số chứ không phải là gần nha các bạn. Mình thì cũng không phải là chuyên nghiệp về ốc, nhưng mà mình nuôi cá được thì ốc mình cũng hiểu được phần nào nha các bạn. Với lại ốc này á là mình cũng tìm hiểu lâu rồi, và mình cũng học hỏi nhiều cái kênh của người khác, nên mình cũng áp dụng biết được chút đỉnh, chứ mình không phải là mình lên đây mình hướng dẫn cho các bạn nha. Cái này mình cùng nhau để mình chia sẻ nha các bạn. Cái chỗ nào mà mình không được hay thì các bạn nên bỏ qua nha. Mà các bạn nhớ cái lúc mình thả cái ốc to này nè, ốc lớn này nè, cái ốc này mình thả mình nuôi thời gian mà nó thích nghi được là nó sẽ đẻ nhanh liền nha các bạn. Chừng 10 mấy 20 ngày là nó có thể nó đẻ rồi đó. Nếu mà không có vấn đề gì là nó đẻ nha các bạn. Mà các bạn lúc mà thả thì các bạn nên làm theo cái cách như mình vậy nè. Hồi xưa người ta không biết thì người ta hay để lên cái mâm hay hoặc là cái miếng mút, hay là để lên cái gò đất nha các bạn. Còn bây giờ á thì càng ngày cái kỹ thuật nó càng cao, thì các bạn nên bỏ giống như mình vậy nè, để lót mấy tàu lá chuối lên cho nó hơi nổi nổi lên mặt nước vậy nè. Các bạn để lên cái lá chuối nha, từ từ để từ từ nó bò, tự bò xuống nha các bạn. Chứ các bạn mà đổ thẳng vô là ốc nó bị sốc chết hết luôn nha các bạn. Các bạn nên để lên cái tàu lá chuối vậy nè, nó bò từ từ xuống thì nó sẽ không bị mắc nhớt, và con ốc nó rất khỏe nha. Chứ giống như các bạn bỏ lên miếng mút hay hoặc là cái nắp son hay là những cái giặt mũ khác á, nó có cái chất gít đó các bạn, thì con ốc mà ở xa về mình thả lên nó bò xuống, khi nó bò xuống tới nước thì nó bò rất là nhanh, và nó bị sốc, hay sốc nước, nó với lại nó làm cho mắc nhớt nha các bạn. Cái miếng mút nó dễ làm mắc nhớt con ốc lắm, nên mình thả bằng cái tàu lá chuối như vậy nè là an toàn nha các bạn. Cái này là mình cái ý kiến của mình như vậy thôi, mình lên mình chia sẻ để mình cùng nhau học hỏi, với mình không có phải là văn tài giỏi gì mà lên dạy các bạn nha. Thì các bạn xem video mình làm thử coi, theo dõi thử coi mình làm có đúng không nha các bạn. Cái này là mình chỉ mua ít về thôi, tại vì cái con ốc này mình nuôi á là ít có cần phải tốn vốn nha các bạn.
nó thức ăn mình tự kiếm kiếm được thì mình không lo cái chuyện lỗ bao nhiêu hết nha các bạn. Lỡ mà có thất bại thì cũng không lỗ bao nhiêu, nó không mất tiền cám, không mất tiền thức ăn nha các bạn. Nhưng mà nó rất là khó nuôi hơn 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 cá hơi nhiều nha các bạn. Tại vì cá nó bơi lội này kia, mình nhìn thấy được cái, mình biết được cái bệnh này kia của nó. Còn con ốc mà mình chưa chuyên nghiệp á là mình không sẽ không biết được đâu nha các bạn. Mình để nó úp xuống nhìn nè nha các bạn. Nên con ốc này á là nó cũng thấy nó đơn giản thôi, nhưng mà cái vùng mà mình bắt ốc ở xa về mình nuôi á thì mình bảo đảm với các bạn là sẽ khó thành công. À, cái vùng nào người ta có nuôi sẵn rồi, nó quen nguồn nước rồi đó thì cái đó thì không không nói về cái đó, nó cũng dễ rồi nha các bạn. Còn mình mua ở xa về thì mình khuyên các bạn là nên mua trứng nha. Mua trứng về mình ốc từ 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 từ. Ốc thì nó rất dễ thì cũng không khó gì mấy đâu các bạn. Thì ngày mình xịt nước cho nó khoảng hai cử. Mai mốt mình ấp trứng ốc mình quay cho các bạn xem để mình cùng nhau chia sẻ theo dõi nha các bạn. Mình cũng mới mua mấy ký ốc á. Mấy ký ốc giống nha các bạn. Mình đang đặt, mình chưa có lấy về nha các bạn. Thì mình khuyên các bạn là nếu mà mình muốn gầy dựng cái con ốc này, mình nuôi cho nó có cái thành công cao thì mình nên ấp bằng trứng nha. Mình chỉ tốn lúc đầu vài ký thôi, mình gầy dựng từ 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 lên cho nó đẻ thì càng lúc càng nhiều nha các bạn. Chứ mình thấy cái mô hình nuôi ốc này bây giờ cũng như, thấy nếu mà nuôi thành công thì cũng dễ kiếm tiền nha các bạn. Tại vì một trứng ốc của nó bây giờ mình mua với cái giá là mình mới mua cái giá là 1,6 triệu một ký trứng ốc đó các bạn, thấy nó hơi cao quá. Thì các bạn nuôi từ từ, các bạn gầy dựng lên nhiều 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 từ từ, có số lượng nhiều quá thì mình ít vốn thì mình phải làm vậy thôi các bạn. Mình làm từ từ thì khi nào mà các bạn gầy dựng lên được một ngày mà nó đẻ được 1 ký ốc thì các bạn thấy nó một ngày các bạn kiếm được cả triệu triệu mấy thì các bạn thấy nó rất là sướng nha các bạn. Nhưng mà không phải dễ ăn đâu nghe các bạn, cái gì cũng phải cần cái sự kiên trì nha các bạn. Thành công thì nó mới, mình có cái sự đam mê mới có thành công nha các bạn. Giống như ốc này nó mình nuôi thời gian là nó đẻ nè, nên mình làm sẵn cái gò đất này nè. Mà các bạn có trồng lục bình nhiều á, có thả lục bình nhiều á thì nó sẽ tự đẻ lên lục bình luôn, khỏi cần làm gò đất gì nha các bạn. Gò đất có nhiều khi á nó cũng, mình mới nuôi mình làm vậy thôi chứ nó cũng không có hay mấy đâu. Mình trồng mình dăng lại cái lục bình cái khu trong mé cho nó dày lên. Nó tự trèo lên lục bình đẻ là cái trứng của mình lấy rất là dễ, mà nó trứng rất là sạch đẹp nha các bạn. Mình ấp nó hay hơn mình lấy trên gò đất. Lấy trên gò đất mà các bạn lấy đất ra không kỹ nó bị úng nha các bạn, nó hay bị úng lắm. Ốc mới về các bạn chỉ cần để nước gì thôi nha các bạn, không cần để nước sâu nha. Các bạn về các bạn muốn biết con ốc mình có khỏe hay không á thì các bạn giục con ốc xuống là giống như vậy nè các bạn. Với mình nuôi thời gian á mình biết ốc mà mình giục xuống đáy vậy nè, nó các bạn thấy nó hơi nổi lên, mà nó nổi cái mình nó nổi hơi cao vậy nè các bạn. Con nào mà nổi hơi cao lên á là con đó có vấn đề nha, bệnh nha các bạn.
mà các bạn dục xuống là một là nó chìm, với hai là nó nổi lờ đờ gì nè, nó nổi vừa bằng mặt nước là ốc nó khỏe nè các bạn, giống như ốc này là khỏe nè, mà mình mới đem về mình dục như vậy là bảo đảm với các bạn ốc bị sốc chết rồi nha. Mình để trên trào lá chuối cho nó từ từ nó bò xuống nha các bạn. Các bạn cùng theo dõi kênh mình để mình làm, mình chia sẻ với các bạn theo dõi để coi thì mình làm trở về sau thử coi nó có kết quả thành công không nha các bạn. Với mình cũng khuyên các bạn là mình nuôi cá rô áp dụng theo giống như mình vậy nè, mình nuôi thêm ốc thì nó rất là tiện lợi nha, tại vì ốc này mình nuôi nó không có vốn nhiều, thức ăn thì tự có nha các bạn. Mà lỡ mà mình nuôi có thất bại đi chăng nữa thì nó cũng không có đổ lã bao nhiêu, chỉ có tốn tiền giống thôi. Mà mình mua, mình không có vốn nhiều thì mình mua giống ít như vậy nè, về mình gầy dựng từ từ, nếu mà nó chịu đẻ, đẻ nhanh lắm nghe các bạn. Đẻ để mình nuôi thì ok rồi, còn rất nhanh này mình nuôi thì nhanh lên được nhiều nha. Còn nếu mình muốn bán trứng thì mình phải nuôi thời gian lâu dài, nó có số lượng nhiều nó mới đẻ nhiều cho mình được nha các bạn. Các bạn nuôi mà làm sao mà một ngày nó đẻ cho các bạn được 1 ký trứng thì các bạn cũng giống như mình mua, mới mua mình mới đặt á, 1 ký nó cũng 1,6 triệu rồi nha các bạn. Nên mình thấy được cái mô hình nào mà cái gì mà kiếm tiền được và vốn ít, với lại công chăm sóc của mình nó không đến đổi, thì cái gì mà mình cảm thấy nó hay hay thì mình chia sẻ cùng nhau để mình giúp được với nhau cho cuộc sống nó khỏe hơn nha các bạn. Chứ mình không phải là mình hay giỏi gì mà mình chỉ dẫn các bạn gì nha các bạn. Các bạn nào mà xem giống như mình chưa được hay thì các bạn nên góp ý cho mình nha. Đó các bạn, bên tay mình quay, bên tay mình khung xuống mình chắc ốc lên hoài nó mệt quá các bạn ơi. Nó cách thả giống là an toàn là như vậy nè nha các bạn. Mình không phải là chuyên nghiệp nhưng mà mình cũng tìm hiểu lâu ngày rồi, mình cũng học hỏi người ta cũng rất là nhiều, là mình cũng nuôi cá qua rồi, nước nôi rồi này kia nó cũng tương tự với nhau, nên mình biết được thì mình chia sẻ với các bạn nha. Các bạn xem video của mình nhớ có thấy mình có ý nghĩa chút thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Thôi video mình làm đến đây xin tạm ngưng nha các bạn. Mình làm có một mình không lên không xuống, mình chắc ốc con mình quay con tay hơi bị khó nha các bạn. Các bạn có gì xem thông cảm nha. Chúc các bạn thành công nha các bạn. Thì mình cũng khuyên các bạn là mình nuôi cá rô thì mình kết hợp thêm cái ốc nè, để mình trồng đu đủ nhiều để mình lấy thịt đu đủ cho cá ăn, còn cái vỏ đu đủ thì mình cho ốc ăn rất là tốt luôn nha các bạn. Và con ốc này nó kết hợp được với cái cách ngừa này kia nuôi với cá rô là rất là hợp, để từ từ sau này mình sẽ quay chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa nha. Xin tạm dừng video ở đây, bye bye các bạn nha. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công nha các bạn.